Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay. Cuộc đời ca sĩ hải ngoại Phương Hồng Ngọc hy sinh sự nghiệp để giữ hạnh phúc gia đình. Phương Hồng Ngọc là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng. Trước đó, chị từng là một ca sĩ nổi danh trên đài phát thanh Sài Gòn, cùng thời với một số nghệ sĩ khác như ca sĩ Phương Hồng Quế, Phương Đại. Bên cạnh đó, ca sĩ Phương Hồng Ngọc còn là một gương mặt quen thuộc của nền điện ảnh nước nhà trong thời kỳ trước năm 1975. Nhờ có khiếu ca hát từ nhỏ, Phương Hồng Ngọc đã được gia đình cho phép theo học nhạc tại lớp nhạc Nguyễn Đức. Khi lên 12 tuổi, để làm thành viên của cả hai ban hợp ca do nhạc sĩ Nguyễn Đức phụ trách trên đài phát thanh Sài Gòn, đó là ban nhi đồng ABC và ban Việt Nhi. Với số tuổi đó, Phương Hồng Ngọc trở thành người lớn nhất trong ban nhi đồng, nhưng lại là người nhỏ tuổi nhất trong ban Việt Nhi. Không những vậy, chỉ còn là thành viên của ban hợp ca Sa Băng Nữ, cũng do anh hai Nguyễn Đức thành lập trong công tác ý lão, các chiến sĩ họ các thương bệnh binh tại Tổng y viện Cộng Hòa. Lúc đó, ban hợp ca Sa Băng Nữ gồm Phương Hoài Tâm, Phương Hồng Hạnh, Phương Hồng Quế, Phương Hồng Ngọc, Phương Minh Châu, Phương Hồng Loan, vợ đạo diễn điện ảnh Lê Hoàng Hoa, Kim Anh, vợ nghệ sĩ cải lương Thành Được. Dưới mắt nhạc sĩ Nguyễn Đức, Phương Hồng Ngọc có một giọng hát mượt mà và đặc biệt có khả năng hát bè vững vàng. Do đó, trong những tiết mục hợp ca, Phương Hồng Ngọc luôn được giao cho phần này. Phương Hồng Ngọc chào đời tại Cần Thơ vào năm 1954. Với một nguồn gốc gia đình khá đặc biệt, ông nội chị là người Pháp, nguyên quán ở đảo Cos, sang lập nghiệp tại Việt Nam trước đại chiến thứ hai. Sau đó, ông thành hôn với bà nội chị là một người Việt gốc Hoa, cư ngụ ở Hải Phòng và từ thành phố miền Bắc Việt này, thân phụ chị chào đời, trong người mang ba dòng máu Việt, Hoa và Pháp. Sau Thế chiến thứ hai, người bố lai Pháp của Phương Hồng Ngọc, một công chức trong ngành quan thuế, rời miền Bắc để vào Nam và gặp mẹ chị ở một vùng quê ở Cần Thơ. Từ khi xuôi Nam, bố Phương Hồng Ngọc chuyển sang làm báo và làm giáo sư dạy Pháp văn ở miền Tây. Trong số những học sinh của ông có đại tướng Cao Văn Viên, thuộc quân đội Việt Nam Cộng Hòa trước kia và cũng là bạn người anh lớn của Phương Hồng Ngọc. Trước biến cố năm 1975, có thời gian ông dạy Pháp văn tại trường Marie Curie. Trong khi đó, Phương Hồng Ngọc cho biết bên ngoại chị rất nghèo. Cô thiếu nữ nhà nghèo, quê mùa là mẹ Phương Hồng Ngọc, người chị cả của gia đình đã phải nghỉ học rất sớm để tần tảo trong việc bốn túng bán bân, vất vả để nuôi sống cả nhà. Bố Phương Hồng Ngọc gặp mẹ chị trong hoàn cảnh này và đem lòng yêu thương. Cuối cùng, mẹ chị đã siêu lòng trước một ông tay lai đẹp trai, Joseph Jackson, đen bóng loáng, rất oai vệ. Nhờ thành hôn với bố chị nên mẹ Phương Hồng Ngọc đã có đủ khả năng giúp đỡ tất cả mọi người thuộc gia đình bên ngoài. Sau khi nên duyên chồng vợ vào năm 1945, bố mẹ chị dọn lên tỉnh Cần Thơ sinh sống. Và từ đó mẹ chị bắt đầu lột xác trở thành một phụ nữ văn minh, nói tiếng Pháp lầu lạo và lái xe hơi thành thạo. Hai ông bà có với nhau tất cả bốn người con. Trong số người chị cả của Phương Hồng Ngọc không may mắt sớm. Sau khi sinh người con út, cuộc sống tình cảm của bố mẹ Phương Hồng Ngọc không được thuận buồm xuôi gió, nên họ đã quyết định ly thân. Nhưng không bao lâu sau, bố chị lấy một người vợ khác. Người vợ này không ai xa lạ mà chính là em ruột của mẹ chị, mà Phương Hồng Ngọc gọi là má sáu. Với người vợ sau, ông bố lai Pháp của Phương Hồng Ngọc đã có thêm trên 10 người con, đó là chưa kể những người con với người vợ chính thức ở ngoài Hà Nội. Hai năm sau biến cố năm 1975, các Pháp Kiều ở Việt Nam được hồi hương, nên bố chị đã đưa người vợ sau cùng các người con dưới 18 tuổi về Pháp trước. Đến năm 1980, Phương Hồng Ngọc cùng mẹ và anh em mới được bố bảo lãnh. Nhưng thời gian này Phương Hồng Ngọc đang đi hát với đoàn Kim Cương tận Hải Dương nên không về kịp, vì điện tín do gia đình gửi ra đã tới tay chị quá trễ. Thế là chị cùng chồng con phải ở lại chờ một cơ hội khác. Cơ hội này chỉ đến với Phương Hồng Ngọc 5 năm sau khi bố chị được chính phủ Pháp cho một ân huệ đặc biệt là được đoàn tụ với tất cả các con cháu còn lại Việt Nam trước khi nhắm mắt. Trước lời yêu cầu của người được coi là chiến binh kỳ cựu nơi ông cư ngụ cùng với hai bà vợ và một số con, thị trưởng thành phố này đã can thiệp với chính phủ Pháp để yêu cầu của ông được chấp thuận. Thế là chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ, visa nhập cảnh nước Pháp đã đến tay 21 người còn lại của gia đình người từng tình nguyện từ Việt Nam trở về Pháp đi lính trong Thế chiến thứ nhất khi được 16 tuổi. Phương Hồng Ngọc cùng chồng là nghệ sĩ Ngọc Đức và hai con có mặt trong số 21 người được cấp giấy nhập cảnh đặc biệt này. Thực sự đến lúc đó giữa Phương Hồng Ngọc và Ngọc Đức đã xảy ra nhiều lục đục khiến cho cuộc sống gia đình có những rạn nứt trầm trọng. Tuy nhiên Phương Hồng Ngọc vẫn nuôi hy vọng có những thay đổi tốt đẹp hơn trong một môi trường mới. Sau khi đặt chân tới Paris, gia đình Phương Hồng Ngọc được đưa vào trung tâm tiếp nhận để làm thủ tục.
trong khi những người khác được đưa đến Marshall, là nơi bố mẹ chị cùng gia đình má sáu cư ngụ. Đang còn là nước lạ cái, chưa biết xoay sở ra sao, thì Phương Hồng Ngọc may mắn được một nghệ sĩ bạn giới thiệu cho một chỗ đi hát. Đó là phòng trà Castle ở quận 19 Paris, là nơi Hương Lan vừa ngưng công tác để sang sống tại Hoa Kỳ. Phương Hồng Ngọc đã rất mừng khi gặp được một dịp may như vậy, trong khi trong đầu óc chị đã chấp nhận sẽ phải làm những công việc cực khổ mà không bao giờ nghĩ là có thể tiếp tục theo nghề ca hát. Thế là Phương Hồng Ngọc bắt đầu đi hát, chỉ sau 3 ngày đặt chân tới thủ đô nước Pháp. Hàng đêm chị được ca sĩ Văn Tân Phát, cư ngụ từ lâu ở Paris, mang xe đến đón từ trung tâm tiếp nhận để đưa đến phòng trà Castle hát. Thật ra là đi hát chui vì chưa có được giấy phép làm việc. Với một số lương khá hậu hĩnh vào thời đó, đối với một người mới rời Việt Nam ra đi, Phương Hồng Ngọc cho là một điều may mắn lớn đối với gia đình của chị. Cũng vì vậy, sự tiếc nuối nơi Phương Hồng Ngọc đã giảm bớt đi rất nhiều khi nhớ đến những năm tháng hoạt động về ca nhạc khi còn ở trong nước, cũng như về hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh. Trong lĩnh vực sau, chị đã gây được nhiều chú ý nơi khán giả với khuôn mặt xinh đẹp của mình, với một khả năng diễn xuất đầy triển vọng. Chỉ một thời gian ngắn sau khi đến Paris, Phương Hồng Ngọc đã được trung tâm tiếng Nga mời cộng tác, kể đầu bằng chương trình Paris by Night 2 với nhạc phẩm Món quà kỷ niệm. Liên tục sau đó, Phương Hồng Ngọc đã xuất hiện trên những chương trình kế tiếp, cũng như thu tiếng hát mình trên nhiều ban nhạc của trung tâm tiếng Nga. Và cũng trong thời gian đó, chị đã có dịp sang nhiều nước Âu Châu trình diễn vào những cuối tuần cho đến năm 1989, cũng là năm chị quyết định từ giã phòng trà Castle để cùng hai con sang Mỹ. Sau 4 năm cố gắng sống chung, tình cảm giữa Phương Hồng Ngọc và Ngọc Đức đã đi đến tình trạng đổ vỡ hoàn toàn, khiến cho chị quyết định chia tay với người chị kết hôn khi mới 19 tuổi. Lúc đó hai con của Phương Hồng Ngọc và Ngọc Đức cùng đã đến tuổi lớn khôn, cháu lớn tên Trần Ngọc Duy Khôi, thời kỳ này 16 tuổi, và cháu gái nhỏ tên Trần Ngọc Hải Âu, 12 tuổi. Và thành phố Phương Hồng Ngọc chọn làm nơi sinh sống là thành phố Houston, tiểu bang Texas, mà không phải là California, như đa số những nghệ sĩ khác. Với lý do như chị trình bày, tại sao em làm ca sĩ mà không sang Cali mà lại về Houston? Vì muốn ở Mỹ chính thức thì phải lấy chồng là người có quốc tịch Mỹ, nhờ thế các con em mới chính thức được theo học ở đây. Thành ra em phải kiếm một người làm giấy tờ cho mình. Thì lúc đó ông xã em bây giờ là Tuấn lại là bạn của chồng chị Giao Linh, nên em mới trình bày với chị Giao Linh là em muốn ở lại Houston và muốn chị kiếm cho một người. Trước đề nghị của Phương Hồng Ngọc, giám đốc của một công ty hải sản ở Houston là Lý Anh Tuấn đã nhận lời giúp chị thực hiện điều mong muốn. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, Phương Hồng Ngọc về Paris để rồi quay trở lại Houston cùng Tuấn làm hôn thú. Hai người thỏa thuận sẽ để ra một thời gian 1 năm để tìm hiểu nhau, sau đó nếu thấy hợp sẽ tiến xa hơn. Tuy nhiên Phương Hồng Ngọc cũng không quên ra một điều kiện, nếu chị cùng Tuấn lập gia đình là có đi đến hôn nhân thì tình yêu của chị luôn dành cho các con là 80% và chỉ có 20% dành cho người chồng của mình. Lý Anh Tuấn chấp nhận, đợi cuối cùng mọi diễn tiến xảy ra rất tốt đẹp. Kết quả là một thánh lễ thành hôn đã được cử hành tại thánh đường giáo xứ Lavan ở Houston, là nơi Phương Hồng Ngọc là thành viên của nhiều hội đoàn công giáo với những hoạt động rất tích cực trong các công tác từ thiện cho đến khi gia đình chị dời vào vùng Sogelin. Ngày gần đây, cũng sau khi lập gia đình với Lý Anh Tuấn, Phương Hồng Ngọc thỉnh thoảng mới đi hát vào những dịp cuối tuần. Về phần người chồng đầu tiên của Phương Hồng Ngọc là Ngọc Đức, anh ở lại Pháp một thời gian, sau đó trở về Sài Gòn và cũng bước thêm một bước nữa với một chủ nhân một tiệm ăn nổi tiếng trên đường Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp cũ, cũng là nơi anh và người vợ sau này chung sống. Tuy nhiên từ khá nhiều năm nay, tình trạng sức khỏe của Ngọc Đức tỏ ra suy sụp, khiến cho anh gần như phải nằm một nơi. Trước khi lập gia đình lần thứ hai, Phương Hồng Ngọc chưa phải là một người theo đạo công giáo, tuy nhiên chị rất tin ở Đức Mẹ Lô Đức. Khi đến tận thành phố Lourdes cầu nguyện khi còn ở Pháp, và tất cả những gì chị cầu xin đã xảy ra đúng như ý muốn. Thêm vào đó, chị cũng cầu nguyện được gặp một người chồng tốt, vì chắc chắn chị sẽ phải lập gia đình để có nơi nương tựa và để cùng chăm sóc hai con. Một lần nữa, Phương Hồng Ngọc lại gặp được may mắn khi mọi lời cầu nguyện của chị trở thành sự thật, khiến cho chị quyết định cùng các con theo đạo. Cặp vợ chồng Lý Anh Tuấn có với nhau một con gái, năm nay 16 tuổi, mang tên giáo xứ mà Phương Hồng Ngọc có nhiều gắn bó là La Van, với tên thánh là Benedetta. Còn người con trai lớn của Phương Hồng Ngọc, năm nay 34 tuổi, cháu đã lập gia đình và có được cho bà nội trẻ Phương Hồng Ngọc, bà đứa cháu nội dễ thương. Từ năm 2001, Phương Hồng Ngọc thường xuyên có mặt tại Việt Nam do công việc của chồng là giám đốc của một công ty tư vấn về dầu khí ở đây. Những dịp ở trong nước là những dịp chị hoạt động tích cực về mặt từ thiện dành cho những người kém may mắn.